Đó là bài Cát Bụi Cuộc Đời do Thiên Tú tặng cho Tiến. Thầy đặt tên cho Tiến là Thiên Đức Tiến luôn. Nó cũng đi về rồi, rồi cũng đưa nó đi. Thì một người nhân tài ra đi để lại bao nhiêu người buồn. Đó là thường thụ dạy những cái gì trên thế gian mình có, giàu có, tiền bạc hay là chức quyền, bao nhiêu tỷ, bao nhiêu người học, kẻ ở, bao nhiêu xe, bao nhiêu nhà lầu biệt thự. Khi cái chết đến thì những cái đó đều biến mất, không mang theo được gì, chỉ mang theo được những nghiệp, tội và nghiệp, và mang theo những sự nhận sự buồn và vui của cộng đồng mình, của những người biết mình. Thì có những người rất là giàu, những người rất là oai quyền, như những nhà lãnh đạo Việt Nam bây giờ, mà chết dân nó mừng lắm. Còn Đức Tiến thì nó cũng thường lắm, không, còn nó chết ai cũng rất là buồn. Thì thế gian nó chỉ có vậy thôi mới gọi là vô thường. Mà thường với hộ dạy về cái vô thường này á, trong cơ thể con người của mình nó cũng như nó có hai thể. Con người mình thật sự nó có ba người. Một là sắc phàm, cha mẹ họ Trần họ Nguyễn sanh ra. Cái thứ hai nữa là cái chân thần của mình là do Phật mẫu cho mình, cũng nằm trong cái cơ thể, nó cũng giống như một ép lại thành ra một, mình mới hoạt động được. Và đồng thời cái trí khôn mình là do Thượng Đế cho mình. Cái trí khôn là cái nó gọi là cái lại giải thức, cũng giống con sim trong cái điện thoại vậy đó. Thì cái đó nó học hỏi từ lúc mình chào đời cho lúc mình ra đi khỏi thế gian. Thì cái đó nó mang theo những cái kinh nghiệm và những cái memory, từng chi tiết nhỏ sẽ nhớ hết khi đi. Rồi khi cái xác phàm mà bị quỷ á, thì nó sẽ mang theo cái đó qua một cái xác mới, có thể thành một cái người mới, dân tộc mới. Thì thường gọi là cái lại gia thức. Có những người ở đời này chưa từng mặc áo vàng nhưng mà hiểu hết tất cả kinh điển, tại vì họ đã kiếp trước đã từng tu rồi, đắc quả rồi. Và có những người mới mặc áo vàng mà hôm nay làm chức pháp chủ hay là hòa thượng lớn, một chủ trì cả mấy chục nghìn tăng ni, chưa chắc là hơn những người áo thường. Là vì mới có học hỏi, mới có dài kiếp thôi. Thành Phật, thành Bồ Tát phải trải qua hàng nghìn hàng vạn kiếp. Một đời người nó rất là ngắn ngủi, con người không có thể nào học hết được, và học cũng không thể nào hết những cái thế gian được. Con người chỉ học mỗi một món chút chút. Chỉ có cái quan trọng nhất, mình học cái gì mình làm cái đó. Nhất nghệ tinh, nhất tinh vinh. Và đồng thời cái mà cần phải học đó là biết về tâm linh, biết về cõi siêu hình, biết về xuất thế gian mới gọi là học. Còn cả đời mà chỉ học mà lo lên chức lên lương thì cái đó nó cũng cần đó, nhưng mà nó cũng không có quan trọng bằng cái học xuất thế gian. Nhưng mà đa số thời đại văn minh hôm nay, con người chúng ta chỉ biết đời không à, không có biết xuất thế gian. Là vì những cái điện thoại, những cái high tech và cuộc sống quá khổ, quá nghèo, công việc làm, rồi thấy trước mắt con cái thiếu thốn, cho nên không có ai có thời giờ để mà hiểu về xuất thế gian hết. Thì trước mắt mình thấy đó, 44 tuổi, thấy ngày 4 tuần trước sư phụ gặp Đức Tiến, sư phụ thấy mặt đen đen rồi. Sư phụ tính dạy nó ngồi thiền, nhưng mà lúc đó nó tới cũng đông quá, có ca sĩ Nhật Hạ rồi nhiều ca sĩ quá, không có kịp thời giờ để nói chuyện. Chứ lúc mà đó mà nó chịu khó ngồi xuống thù dạy nó một chút ngồi thiền, có thể nó không bị. Tại vì giống như điện thoại chúng ta iPhone, mỗi ngày chúng ta xài mà nó overload hay là nó bị hit nóng á, là nó bị shut off, chỉ ở đó thôi. Chứ còn cái
chân mệnh của con người á, cha cho người ác và người tốt generally nha, chứ không phải là cũng có những trường hợp đặc biệt là sống 100 tuổi trở lên, nhưng mà cái sắc phạm của mình phải tự bảo vệ á, tự mình phải lo. Rồi nó còn song song, nó còn có những cái là tích lũy nghiệp hay là tiền kiếp nghiệp. Khi tiền kiếp nghiệp nó cũng giống một món nợ mình mượn của ai, mình mượn của dân chơi, đến ngày đến giờ mà nó đòi, mà mình không có ngồi thương lượng được, mình không có trả make payment được, thì nó vô, nó ẹt mình mấy lùi, thì cái chết nó đi cũng giống vậy. Còn những người mà hiểu về tâm linh, hiểu về suốt thế gian, thì khi mà tích lũy nghiệp nó dồn tới, thì chúng ta chỉ cần hàng ngày đọc kinh Thiên Tâm, trong đó có 36 lại, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị chết kiểu đó. Nó có thể bị té sơ sài, hay là bị người ta giật tiền, hay là bị đụng xe nhẹ nhẹ. Cho nên đọc kinh Thiên Tâm rất là quan trọng trong cái thời đại này. Đó là tại sao cha cho cái đạo ra đời, để mà chúng ta không có bị chết oan uổng, để mà sửa soạn vào một cái thời kỳ cực kỳ thịnh, giàu có sung sướng, và cái không khí nó không có nóng quá cũng không có lạnh, khí hậu trở lại, thế giới sẽ trở lại cuộc sống bình thường, từ kinh tế cho tới đời sống vật chất. Cái thân con người là một thân, cái chân thần là một thân, và cái linh hồn. Khi mà cái những người không hiểu về tâm linh đó, họ cứ nghĩ là cái xác phàm, cái thân là quan trọng, nhưng mà thật sự cái linh hồn mới là quan trọng. Cái linh hồn là chủ, cái xác là tớ. Mà đa số những người bận rộn chạy chỗ này chạy chỗ kia mà không hiểu về tâm linh, cứ cho cái xác thì là chủ, cái linh hồn là tớ. Linh hồn là gì? Cái linh hồn là nó cần có sự an bình và cần có sự lắng động để mình hiểu sâu sắc một ngày mình làm những cái việc gì đúng, việc gì sai. Còn cái thể xác nó chỉ chạy theo những cái công việc, và rồi riết nó làm theo cái linh hồn đó, cũng phải bị lệ thuộc nó. Tức là khi ví dụ như những cái người mà không có ba lăng lợi, không có điều chỉnh hai cái này cho nó bình thường, thể xác với linh hồn, thì dễ bị picky, đến thậm chí cái quần nhăn chút xíu cũng mặc không được, hay là đổi cái nón xéo chút đó cũng thấy bực nữa. Đó thì là lúc đó mình biết cái linh hồn của mình nó bị ép dữ lắm rồi, nó mới picky ra như vậy. Còn nếu mà mình chịu mỗi một ngày khi mình bị căng quá, thì mình chỉ ngồi thiền nửa tiếng trước khi ngủ, mình sẽ khó có bị bệnh và đột tử. Cái thể xác cần có căn bản thứ nhất là phải chạy bộ mỗi ngày nửa tiếng. Có nhiều người bận quá không chạy bộ nữa. Thí dụ không chạy bộ được thì ít nhiều á cũng phải biết ngồi thiền. Ai cũng phải ngồi thiền. Tại đạo Thiên Tâm trong tương lai là phải ngồi thiền. Chính của Thiên Tâm là cha dạy là ngồi thiền. Đọc kinh là cho cũng cần đọc để mà hiểu về đạo, nhưng mà chính vẫn là ngồi thiền nha. Chỗ chính là ngồi thiền mà. Thì người con người căn bản là phải cần có vui vẻ, có nụ cười mỗi ngày, thì nó không có những cái bức xúc, vẫn không có những cái câu có sân si, và đồng thời nó không có gây ra những cái đột biến. Cái kiểu đức tiến là đột biến là vì công việc nó là nhiều trước mặt đó, có thể mình actor, tức là mình diễn giả cho mọi người ngay lúc đó là vui, nhưng mà bên trong á héo sầu á, mình không có thể sống như vậy được, mình không có thể sống để mà lấn ép cái chủ của mình. Tớ không có quyền lấn ép chủ, cho nên tất cả mấy đệ tử gần như hữu cũng biết cái hộ trong sao á, ở ngoài cũng bị chèn, lúc nào cho hộ cũng như mặt hồ, bữa nào tính bữa đó. Này thấy cũng cười, hồi bữa hôm qua vô đám ma cũng cười là cho hộ không thấy một tiếng nó đứng đó, tức là mình mừng cho nó được đi rồi,
Thì người ngoài thường đó nói cho ông nội này vô đám ma ta mà cười, ủa mình thấy em mình được đi về Chúa mình mừng đó không? Thì mình nói chuyện kiểu đó. Còn nhiều người không có hiểu. Kệ, ai hiểu hiểu. Với lại giờ nói là những nhân tài là cái thôn giống như làm tổng thống 4 năm rồi được nhiệm kỳ kế tiếp là giỏi làm 8 năm. Lần nãy là cho nhiều người vui được 4 mấy năm rồi cũng đủ rồi. Thì thế hệ sau, 18 năm sau và nhân loại nước Việt Nam lúc đó cũng cần nó đó, thì nó tái sanh lại một nhân tài mới. Người nào biết cái gì thì cái lại thức thì tái sanh lại thành người mới đó. Nó cũng y chang vậy, không có gì khác hết. Người nào lập đạo thì tái sanh lại cũng lập đạo hoài, nó không có làm khác được. Ví dụ mình đi học cái gì thì mình ra mình làm nghề đó thôi, mình không có làm nghề khác. Trên trời cũng vậy, xuống đất cũng vậy. Cái đó là cái quy tắc căn bản, hợp bất di bất dịch. Khổ làm vua thì kiếp nào đầu thai cũng làm vua. Lập đạo, kiếp nào cha cũng cho lập đạo. Còn ai làm hoàng hậu thì kiếp nào cũng sẽ hoàng hậu. Còn ai làm cung nữ thì từ từ cũng sẽ lên chức mà. Rồi ai làm tướng thì cũng đầu thai cũng làm tướng. Con người chúng ta là vậy thôi. Chỉ có một cái là mỗi một cái lớp học, mỗi một cuộc phim đó, chúng ta đóng như thế nào để cho hậu thế bắt chước theo cái cuộc phim đó. Cứ nghe là cái truyền kỳ ấy, để cho họ làm người tốt. Nhiều người mà mình cải quá họ từ xấu thành tốt thì mình được lãnh lương của cha cho nó nhiều. Lãnh lương là công đức á. Mình về trời mình cũng vẫn lãnh công đức nha. Ví dụ như Phật A Di Đà, thời ngày có cái hạnh đó thì trên trời cha cũng thưởng Phật A Di Đà mỗi ngày. Cũng giống như những vị này Tứ Đại Tiên Dương ở dưới thế gian làm công đức, ở trên cha cũng thưởng. Thượng đế là cao nhất trong vũ trụ, cha và tất cả các vị Phật, Phật Phật Thế Âm, Thích Ca, Phật Di Lạ, Phật Diệt Sư, Địa Tạng, Chúa Giêsu, tức là thượng đế là cao nhất. Chết vô thường không phải là chết già, nhưng lúc già mà chết cũng là cái nghiệp. Tại vì già mà bị bệnh tật mà dai quá không chết, nằm trong những lão ngày nào cũng lo lắng con mình hôm nay nó lại làm gì, rồi mình hối hận hồi xưa tại sao mình làm chuyện đó, bây giờ mình muốn trả lời cái nghiệp đó, cái nợ đó mà cũng biết sao trả, con mình sao từng này nó không thăm mình, cứ sống trong cái sự lệ thuộc vào một cái tình cảm của người khác, đó là cũng là cái nghiệp đó. Rồi có những người bị bệnh tật trong nhà thương, bệnh hoài mà không chết, cứ y tá rồi săn sóc, rồi cả đi vệ sinh cá nhân cũng không được, cũng là một cái nghiệp. Nên hội thiên chúng ta ngày nào mấy con cứ thắng. Dĩ nhiên cái căn bản là mình làm ba người cười quá không? Cái căn bản thứ nhì là gặp người tốt, không gặp người xấu, đúng không? Mốt mấy con khấn thêm cái này nữa là cho con khi ngài về với cha mẹ không có làm phiền ai. Ít là gọn gàng đúng không? Thí dụ như vừa phát hiện lên bệnh cái này vô nhà thương chỉnh 2 tháng 3 tháng rồi đi máy bay nhẹ nhàng đúng không? Lúc đó bảo hiểm nó trả cũng rẻ tiền đó. Con nằm trong đó 3 năm nó trả thì chết. Giống như bà cô Tư á, bà vô bà nằm á 1 triệu mấy đó con, cậu có chemo bà rồi cũng hà, cũng làm tổn thất ngân khố quốc gia của Mỹ. Thì dù cũng mong vậy, khi mình ra đi đi lẹ làng nhẹ nhàng, bởi vì ở ngoài kia đa số những người nổi tiếng, những người chính trị gia hay những người kỹ sư chiến cận đều là họ không có hiểu ai là chủ, ai là tớ. Chủ vẫn là cái linh hồn làm chủ, cái xác vẫn là cái là tớ.
mà thời nay mọi người cứ đi ngược lại, cứ nghĩ tớ là cái công việc làm thì ép cái xác, đến khi cái xác chịu không nổi thì linh hồn nó bức xúc nó bỏ đi. Mà muốn nghe được tiếng của cái tâm tư mình á và cái linh hồn mình nó muốn gì thì mình chỉ có cách là phải chịu ngồi xuống, bận kiểu nào cũng phải ngồi thiền nửa tiếng một tiếng, cái cách hồ chỉ đó, rồi hoặc là 5 giờ sáng mỗi ngày đó, thì đời sống sẽ không có bị xáo trộn, không có bị lo lắng, cũng sức khỏe cũng rất là tốt. Tức là có nửa tiếng mà trị bá bệnh, bệnh về tinh thần, bệnh về cái mà sân si cũng sẽ giảm bớt nhiều á, rồi mình không có bị chết đột tử nữa. Bây giờ cái điện thoại mà con ép nó làm việc quá, nó cũng bị frozen đúng không, cũng bị burn out. Cái laptop cũng vậy, cái software hay là cái app của cái Apple nhiều lúc nó đâu có hư đâu, chỉ là cái điện thoại nó bị hư là dục thôi, còn cái app nó vẫn nằm trên iCloud, cái sim nó đâu có hư. Thì mình cứ nghĩ con người mình cũng như tất cả những cái gì mà những cái máy của high tech nó cũng y vậy thôi. Cái software nó vẫn là quan trọng hơn cái mechanical. Mechanical là giống như nó bể cái mắt kia, cái lens của ống kính nó thay được, nó bể cái mặt kiến, cái mặt hình nó thay được. Còn software mà screw up thì chỉ có nước dục, nó lost memory. Thì cái hồn của chúng ta nó cũng vậy. Tại mình giới thích, ví dụ gì cho nó dễ hiểu. Thiên Tâm ra đời bữa giờ được 7 năm, 27, 24, 8 năm rồi, bữa hổm trà nó 8 năm, cứu được biết bao nhiêu người trên thế giới, và đồng thời là chánh đạo. Nhưng mà song song cái bài kính thiên số 2 đó, cha có nói là tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm. Thì hôm nay á, coi coi cái gì tà, cái gì chánh, cái gì đúng, cái gì sai. Cái gì chánh là đơn giản, mạnh khỏe, tươi trẻ và lúc nào cũng không có sân si. Còn tà lúc nào cũng sân si, soi mói và chạy theo đám đông là tà, là vì cái tâm không có sáng. Từ đầu Hồ dạy là cầm đuốc đi, bi trí dũng đốt đuốc đi, đó là đạo thiên tâm. Thì gắng nắm giữ những cái căn bản đó, khi mình thấy mình bị mất những cái ba lần đó thì nó có xâm thình rồi đó. Mình chạy đốt đuốc đi có nghĩa là sao? Người đi trước, người đi sau tự cầm cái đuốc. Chứ cái người này không có chàng gây mà cứ chàng tới rồi cái cầm cái đuốc chạy chỉ cho người ta đi theo cái đuốc của mình. Tức là tự mình đi đuốc, mỗi người đi hành quân hay đi bất cứ nào là mỗi người cầm cái đuốc, là tự mình phải gọi soi cái bước chân của mình. Chứ mình không có đi theo bạn đạo của mình, rồi nó cũng cái đuốc của nó thôi, nó chạy nó còn dắp té nữa. Tại sao nó phải lăn xăng rồi mình chạy theo cái đuốc của người ta? Thì là sai. Cho nên mình phải đi theo cái đuốc của mình, tự mình gọi mỗi bước chân của mình, ổ gà hay cục đá. Ủa tính con ngồi đây con đứng chi vậy? Cái tích lũy nghiệp đó, nó có thể giảm, tức là nợ có thể thương lượng được bằng cách là lại sám hối mỗi một thời kinh. Chứ không, nếu mình không có biết lại sám hối đó, khi mà tới lúc mà nó đòi nợ đó là mình bị ở trên trời coi chúng ta giống như nuôi một đàn gà đàn vịt vậy đó. Con nào biết khôn thì sẽ được mạnh khỏe, còn nếu không thì cứ tái sanh lại thôi. Cái xác phàm rất là vô thường,
không có cái gì gọi là chắc ăn hết. Mà hôm nay mình gặp một người chưa chắc ngày mai mình gặp một người đó lại, nhất là những người lớn tuổi. Thì mình làm cái gì cho mọi người vui, để mà khi người đó ra đi mình không có hối tiếc. Chỉ sợ nhất là cái lương tâm mình nó hối tiếc, chứ không có sợ là mình không có thời gian để mình sám hối. Cho nên mình gặp những người bà con, thân nhân, bạn bè mà tuổi lớn tuổi thì cứ cảnh rảnh cuối tuần ghé thăm hay là mua cái bánh gì. Khi mình làm cái đó là cả hai đều có lợi, tức là mình gieo duyên, tức là mình đưa ra một cái tầng trường tốt, tầng trường tình thương, thì dĩ nhiên cái người lớn tuổi đó người ta có được cái tầng trường tình thương đó. Còn hơn người ta lớn tuổi, người ta đâu có đi lên núi được, người ta đâu có lái xe được, người ta nằm ở nhà người ta ngồi người ta nhớ từng khuôn mặt đứa cháu đứa con, đúng không? Mà cái đứa cháu này cả năm nay không có ghé tôi, nó lăng tăng ở đâu, thì cái người đó thay vì được cái nguồn vui của cái đứa cháu đó tới thăm, nhưng mà ngược lại là khi mà nhớ tới đứa cháu đó lại được sự buồn, có nghĩa là bị trừ đi mấy tiếng đồng hồ chết sớm vậy đó. Tại buồn là chết sớm, vui là sống dai, cái căn bản là vậy đó. Rồi mình đi đem cái năng lượng vui tới thì mình cũng vui. Khi mình lái xe về nhà, mình bữa nay mình cũng làm xong được chuyện rồi, cái người kia ở lại ăn cái bánh nó cũng thấy ngon nữa. Bánh da lợn hay bánh gì đó 5 đồng thôi, đừng mua chi quà lớn, xài cũng không có hết, ăn cũng không có hết. Người lớn tuổi không có cần tiền nha mấy con, à số không ai cần tiền, chỉ cần có năng lượng thôi. Chứ sư phụ có nói là nguồn vui đó là đệ tử mai. Cho nên cái nguồn vui tức là năng lượng, mà năng lượng đó là không phải tự người ta tạo được, tự người đó tạo được trừ khi người đó tự biết tu, tự biết đọc kinh, tự biết sám hối và tự giống như sống một mình vậy đó, quen đó thì khi quen thì cũng ok đi. Nhưng mà đa số thì thấy những gia đình Việt Nam phong tục Á Châu mình là không có tự, lúc nào cũng nhớ con nhớ cháu. Nhiều người cứ nghĩ cả đời là nhiều tiền để ước để di chúc lại cho con cháu thừa hưởng, nhưng mà cuối cùng làm không được thì cũng thấy buồn. Ồ, tôi cũng không có để nhiều của lại cho con cháu, không cần thiết phải nghĩ mấy chuyện đó. Phụ để lại cái hãng cho mấy đứa con như phụ cả tỷ, tụi nó không có cần luôn. Tôi xin làm mua cái nhà phở hao con ấy 1.800.000 nó đâu thèm ở. Ô ba ở đi, ba muốn làm ba làm, con mua nhà mình thôi. Sao không? Hả? Nửa tiếng. Quên. Khoan chờ chờ một chút. Hello. Professional mode. Hello. Karaoke mode. Master mode. Professional mode. Hello. Ok, trở lại cuộc sống vô thường tới giờ. Tại vì hôm qua nói clip nào trên nửa tiếng nhau à, và nói chút. Hôm nay xin chia buồn cùng em mình, rồi chỉ nhắc nhở lại tất cả mọi người hiện giờ đeo dấu thiên tâm, đọc kinh, lại sám hối, thì cái tích lũy nghiệp, định nghiệp hay là tiền kiếp nghiệp cũng đều giống nhau, đủ loại nghiệp, nó sẽ giảm bớt. Và thay vì bị nặng đúng không, nó sẽ giảm xuống nhẹ. Giống như thiếu nợ nhà băng á, nó đòi lượt á, mình trả không có nổi, trả payment từ từ á, thì mình trả nổi. Hay như là Phật bài Cát Bụi Cuộc Đời cũng hay đó nha. Còn bài nào, bài nào giống bài Cát Bụi Cuộc Đời nữa? Cát bụi không? Cát bụi. Cát bụi nào mà cái không? Ồ vậy hả? Các bài đó đi thì không?
cáp bụi. Chạy lâu lâu mình là 45 phút không sao. Mấy sao trên thế giới biết sư phụ hả? Còn in one piece là được. Mình không cần nói nhiều, trong thời điểm này sắp sửa hành động, cho nên mấy clip cũ lấy xuống để bắt đầu lại chapter mới. Này này, năm loại khó độ thời nay theo dõi rồi. Chắc năm loại khó độ cũng ok, nghe cao hả? Bụi nào hoa kiếp thân tôi. Này lộn mới nè. Karaoke mode. Giờ bữa xuống đâu thấy nó đứng đó. Thầy rồi thấy nó không đứng đó rồi thấy vui vậy. Cái bạn nãy đi ngay cái lúc đó luôn. Nhưng mà mấy người công giáo với mấy người to đó họ không có hiểu về tâm linh đó. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để mòn mỏi vương hình hoài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời rơi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để mòn mỏi tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhục, tiếng đồng nào gọi nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chiếc một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu soi mòn đá cùi. Xin ấp mặt cùi ngồi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cầm rừng nào lá xác xưa cây, từng vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mật nào xóa bỏ không hay. Bụi nào hoa kiếp thân tôi, để mọt môi tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhục, tiếng đồng nào gọi nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày.
mặt trời nào soi sang tim tôi để tình yêu soi một đêm đã cùi xin ấp mặn cùi cùi từng ngày qua mọi ngóng tin vui cầm rừng nào la xác xơ cây từng vực sâu nghe lời mời đã dậy ôi cát bụi phận này vết mật nào xóa bỏ không hay ôi cát bụi phận này vết mật nào xóa bỏ không hay. Ok, xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Tóm lại là tất cả mọi người giàu cho có đạo không có đạo đều phải ngồi thiền mỗi ngày nửa tiếng thì vừa có sức khỏe, vừa có nguồn vui và vừa không có bị ra đi đột xuất. Đó là thật. Mà cách ngồi thiền là vậy. Này đang dạy cho mega Hollywood nha. Bất ấn tâm một vị tại. Nếu mà ngồi thiền mà không bất ấn á, mấy con ma tới nó hung mình, không cho nó hung. Bất ấn cũng giống như là súng lên đạn để cái bên vậy đó. Ấn này gọi là ấn tâm muội, ngồi giữa rừng sâu nước độc cũng không có chuyện gì. Để vô đây nè, này ta phải tay trái. Cái này phụ dạy cho năm loại mà khó độ á, kiến cận rồi luôn. Mỗi ngày nửa tiếng thôi sẽ không có bị ra đi đột xuất. Ngón cái nằm trên ngón danh là tay phải, ngón cái nằm trên ngón giữa là tay trái, rồi hai cái bỏ nhau rồi lót lại. Cái quan trọng nhất là cái xương sườn của mình nó phải thẳng. Ngồi trên cái gối mà ngồi 1/4 cái gối thôi thì khi mình với cái tư thế đó là 7 cái luân xa ở sau lưng mình nó sẽ bắt đầu nó quay. Nó cũng giống như nó ngay khớp thì nó quay, nó mới chạc điện được. Còn nếu mà ngồi nhẹ nó không có chạc điện, hay ngồi nghiêng nghiêng cũng nó cũng có nhưng mà nó yếu. Cho nên cái xương sống phải thẳng thì máu huyết nó mới flow, thì cái luồng điện nó chạy vòng từ đây nè, cái electron á nó có, mà mắt thường con người sẽ không thấy. Thì khi cái mà ngồi lâu chừng nào thì nó sẽ filter đi, nó cũng giống như là một cái máy filter COVID vậy đó. Con người mình có bị depression tức là cái điện âm là nó màu đen, mà khi mình ngồi thẳng lưng vậy á, với mình lót cái này lên là mục đích là để cho ma quỷ đừng có tới nha. Thì cái electron, cái dòng điện khi nó chạy á, positive energy nó chạy đó, thì con người của mình không có bị những cái gọi là negative energy gọi là bị đau á. Lúc đau á, buồn buồn mà không biết sao, cứ tối ngày cứ đi pha cà phê với mua Starbucks hoài đó, nó còn nóng còn chết nữa. Mình cứ nghĩ là mình buồn là mình ghiền cà phê, nhưng mà nó không phải, nó là cái đó đó. Mà muốn mà khỏi mua Starbucks á, hữu cà phê Trung Nguyên hay là ủa cái quán cà phê gì ngay dưới lầu Phúc Long. Hả? Phúc Long á, khỏi cần phải uống cà phê Trung Nguyên hay Phúc Long hay Starbucks á, là chỉ làm vậy thôi thì tự nhiên người mình nó phấn khởi lên. Còn nếu mà cứ nghĩ là mình ghiền cà phê là sai á nghe. Rồi nó sẽ thành mụn, nó sẽ thành nóng, rồi đi tiêu, đi tiểu rồi cũng khó khăn. Hít vô, rồi ém lên chút xíu rồi thở ra. Cứ thế mà làm, cứ theo dõi hơi thở. Nhưng mà mấy người mà siêng nữa đó, thì lúc đầu vô á, mình bơm ra, tại trong người mình nó những cái âm khí nó nhiều lắm. Khi mình đi chỗ này chỗ kia hay đi đám ma, nó nằm trong, nó là gió mà, nó giống như cái khói vậy, nó nằm trong cơ thể mình. Trưởng ra 3 lần vậy đó. Thì khi nó ra 3 cái đó thì mình làm lẹ hơn. Hay mình cứ im ra, mình vừa vô cái mình thở liền thì nó hơi chậm, không chúng nó cũng ra, nhưng mà chậm. Còn muốn cho nó ra lẹ đó, trưởng nó ra trưởng nó ra vậy đó. Trưởng mấy cái âm khí nó ra trước. Trong người mình lúc ngày nào cũng có âm khí và dương khí. Thì cái mình thiền á, mình lấy dương khí. Rồi ăn uống cũng vậy, giống như mình ăn những cái gì mà nó mọc ở dưới đất á, rồi là rễ cây mọc ra đồ ăn mình ăn á, thì nó sẽ thành âm khí. Còn những cái đồ ăn mà nó mọc ở trên á, thì là dương khí. Cũng một trứng gà là dương, mỗi ngày mấy con phải ăn 2 trứng gà. Ăn đậu phộng lâu lâu ăn thì nó tốt.
Mà thí dụ con mà ăn đậu phộng, đứa nào mà ghiền đậu phộng tối ngày á, mà ăn cái gì mà mập ở dưới đất là âm khí á, nó sẽ làm cái tiền đình của mình nó rối loạn. Thì lúc đó mình vừa thức dậy cái mình si xỉn mặt mày, mình gọi 911, mình không biết lý do gì nữa. Thì là cái tiền đình á, nó trong cơ thể mình, cái khí âm với khí dương á, nó không có điệu nhau, để làm cho mình chóng mặt, gọi là tiền bình, tiền đình rối loạn, mà tiếng Mỹ gọi là gì ta? Vertical. À, mà muốn chị hết vertical á, chị có lên đây gặp sư phụ chị, để vô cái búa đó. Chứ đi bác sĩ hoài á, nó dài, nó ấy hoài cả mấy tuần cũng không hết á, làm con ói hoài, con hiểu không? Cho nên cơ thể của mình nó rất là mong manh khi mà cha tạo ra thân của mình. Cha chỉ muốn mình mong manh để chi? Để nghe lời sư phụ. Để mà nghe lời con của Thượng Đế để đi về trời. Chứ mà nếu mà chế mình ra một cái bộ máy như là robot mà doable, mà không có bị hư, không bị bệnh đó, thì mấy con lì lắm, dễ chịu nghe lời sư phụ. Cho nên mục đích cha rất là tinh vi, cho mình dễ bệnh lắm. Thất tình chút xíu thôi cũng bỏ ăn 3 ngày cũng thể chết nữa. Anyway, thì đó, cái cách ngồi thiền rất là đơn giản, nhưng mà tất cả năm loại khó độ trong đó có mê gà bạn mình nhiều lắm. Hollywood star nè, nhiều lắm nghe. Rồi ca sĩ nó nghe, gán nghe lời anh Kiệt đi mấy em. Mỗi ngày ngồi nửa tiếng, nhưng mà phải bắt ấn nha. Còn mà ngồi thiền mà không bắt ấn thì không có guarantee à. Nhất là thằng gái đẹp á, mấy con ma dê á, nó chết nó cũng dê con. Cho nên mình phải bắt ấn nữa cho nó đừng có tới. Ấy là Phật, chỉ có vậy thôi. Hôm nay xin tạm biệt. Kính chào, bye bye. Phải quạt ra giọng. Đây là những cô tiên, những ông tiên tương lai biết chịu ngồi yên một chỗ mà gần một tiếng đồng hồ là giỏi rồi đó. Ở ngoài kia con kêu thử một đại gia hay một chính trị gia hay là một ông tướng lãnh đang nắm chức thống đốc, hay là kêu Biden đây. Kêu Biden ngồi đây phụ dạy thiền 5 phút, bảo đảm Biden ngồi không nổi. Tại vì khi mà thiền á, cái tâm á, mà không có tỉnh, không có cách nào con ngồi yên á, nó sẽ ngứa ngay, nó sẽ khó chịu. Thời gian đầu nó sẽ có những cái triệu chứng. Thứ nhất là khi mà mình lắng động vậy nè, những cái đau buồn, những cái chuyện mà cần thiết phải làm á, nó sẽ khởi dậy. Tại 15 phút đầu là nó quán mà. Nó quán là nhớ rồi. À, toàn là nhớ mấy chuyện u sầu không à. Rất là khó. Có những người đang ngồi cái nhớ cái ngồi cái bật vậy luôn á, không có ngồi yên luôn. Cho nên không phải ai muốn ngồi thiền là ngồi. Còn ở trong vũ trường nó mở nhạc nhảy đầm rầm rầm rầm, cỡ nào vô nghe tiếng nhạc là nhảy theo liền. Lên Reno hay là Las Vegas không có biết kéo máy, không có biết đánh bài, mà nghe người ta chúng la lên cái mình cũng thấy vui lây nữa. À, học xấu là học lẹ lắm. Cái đứng ngó một chút cái biết đánh là từ từ là đánh luôn. Còn tiếng lon con mà tiền nó chạy xuống ba chim ba trái nho hay gì gì đó là nghe lon con khoái lỗ tai lắm. Cho nên Mỹ nó tạo ra mấy cái tiếng đó để cho làm cho người ta thích. Thì Phật hồi xưa có dạy thời mạt pháp, ai mà chạy theo âm thanh với màu sắc, sắc là chạy theo tà. Chỉ chạy theo Thượng Đế, chạy theo cha mẹ, theo sư phụ thì nó chỉ có thanh tịnh vậy thôi. Thì phân nửa cuộc đời là đạo, phân nửa là đời. Phân nửa này sẽ về làm cho nước Việt hùng cường giàu mạnh, cứu dân tộc khỏi bị diệt chủng bởi Trung Cộng. Phần nữa này thì đã đưa ra một cái pháp môn và đưa ra một cái triết lý, cái lối sống mới, một cái đạo mới ở thời mạt pháp. Đời cho nó đúng đời, đạo cho đúng đạo. Ngày hôm qua hộ đi vô chỗ đám ma mặc đồ vest thì cũng bình thường, có ai biết đâu, đúng không?
mang giày đồ cũng bình thường, tại chỗ đó mê gà không mình phải mang giày hôm hết. Còn về đây thì núi, ôi đôi giày thôi thì mình phải mang giày núi, giày dởm mặc áo rồi vậy nè. À, nhưng mà hiện giờ là tu, còn qua mặc đồ xịn là đâu có tu. Bây giờ là vui, cho nên đời lúc nào đời đúng đời đạo, đúng đạo tương lai nhân loại thời đại văn minh mà gọi là 5D, 10D, 10G gì đó thì phải như vậy. Chứ không có thể mà bậc Phật tử cà gù cà gật mặc áo chèn rồi vô gặp ai người về dạ, nhưng mà đầu óc không có thông minh. Mục đích xuống thế gian này, mục đích mình ở cái quả địa cầu này, mình sanh ra cho tới ngày mình đi về, về trời á, thì mục đích chỉ là học khôn thôi. Triết lý của Phật là chỉ làm con người khôn thôi, chứ không có cần đạt thần thông, cũng chẳng có cần gì bingo hết. Dĩ nhiên là cần chút tiền phải không, nhưng mà đâu phải tiền nó dạy ta khôn đâu. Nhiều khi nhiều người không có tiền ta cũng khôn vậy. Cho nên nếu mà nói về danh từ á, mấy ông thầy thì nói là tu kiểu thiền hay là đọc kinh hay làm này làm kia, mục đích là sanh ra trí tuệ. Còn mình nói chỉ trí tuệ thì có nhiều người không có hiểu hay cao siêu. Ví dụ như nói chúng ta chỉ học khôn, mà muốn học khôn phải làm cái gì? Chẳng lẽ ở trong phòng, ở trong nhà, rồi khôn đâu tới trong nhà trong phòng cho mình. Trong nhà trong phòng của mình thì nó có bao nhiêu cái bộ mặt đó, bao nhiêu phong cảnh đó, đâu có gì đâu khôn. Phải đi đây đi đó mới ở gì, có câu gì đi đây đi đó, đi một ngày đàn học một sàng khôn. À đúng rồi, đi ngàn đàn học một sàng khôn. Giống như sư phụ mà hôm qua mình Malago á, sư phụ đâu có học khôn kiểu ông Trump. Ông lên ông đứng ông nói chuyện 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, sư phụ ngồi cách gần ông bằng tờ đây tới cầu thang vậy đó. Ông còn nhìn mình, ông còn cười cười nữa. Cái cuối cùng ông nói ai lên khán đài nói chuyện đồn này quanh miêu lần đó là cái có mấy bà Mỹ già bà lên bà nói có 3 câu à, bà đồn này miêu lần cái học khôn không. Tự vì con người ta đó thích đông người đó, tại tới 5-7 nghìn người mà toàn là người giàu có không, mà tự nhiên lên đứng khán đài cái nói 2 câu là phải đồn này cho ông 1 triệu. Cái ông hỏi còn ai nữa không, cái có người lên cũng như đấu giá vậy đó. Cho nên ở đây á, cái những cái nơi mà gọi là đấu giá mấy cái đồ cổ này nọ giống cái nón, thật sự người ta không có cần cái đó. Nhưng mà có người cần get together, người nào mà có sức hút tập trung đông người, người đó mới là người có tài. Cái tập trung đông người như chúng ta ngồi đây không phải dễ đâu. Rồi, có người chúng ta ngồi đây nè, đây thì mình không có đấu giá. Giống như cho nên ở Hollywood họ hay tổ chức những cái buổi tiệc này kia tào lao lắm. Ồ, birthday, nhiều khi nó làm birthday giả nữa, để mục đích là từng đó nó gặp mặt, rồi bắt đầu cái nó ra nhà, đấu nhầy đấu cái kia. Toàn bộ có người chúng ta là nó có 4-5 loại thức ăn đó. Thức ăn mà cần gặp đông người này nọ là thức ăn cảm thọ, về là tưởng thực thì cần gặp cái đó, chứ không phải thức ăn mà ăn uống đồ ăn vô. Thức ăn tinh thần nó quan trọng lắm. Trong kinh Phật có 4-5 loại thức ăn: thức thực, tứ niệm thực, tưởng thực và tưởng thực. Những người ta nghèo á, người ta không có đồ ăn, người ta tưởng tượng ăn tô phở người ta cũng thấy no nữa, vui cũng no, buồn cũng no đó. Mấy cái loại thức ăn đó là khó cần phải gặp đông người này người kia, thì ở nhà cũng vậy, cứ mong cho ai gọi mình hay làm này làm nọ, không có ai mà chịu nghĩ ra một cách rất là đơn giản, đó là chỉ cần ra bát do ngồi thiền như vậy thôi, người đó bảo đảm không cần ai hết, sống cô độc giống như là sừng tê giác vậy đó, một mình vậy đó. Thì tập ngồi thiền, người nào mà biết ngồi thiền á kiểu này á, không bao giờ sợ cô đơn, cũng không bao giờ sợ bệnh, cũng không có sợ già, cũng không có ẹt đột xuất nữa. Ngồi thiền sao ẹt đột xuất được, tại vì cái energy lúc nào nó cũng là tốt hết, năng lượng lúc nào cũng là năng lượng sáng không à.
Ngược lại, có một người sư phụ biết, kỹ sư lỗi lạc rất là giỏi, năng động lắm, mà đến khi bị vợ chê, tôi ở với ông lâu năm mà ông không có làm tôi có bầu có con được, chứ bị bệnh gì mà không biết, tới thể stress mà không thành con được, buồn quá lấy súng bắn cái rầm chết ngay cầu thang, con biết sư phụ nói ai đó mình đừng nói tên đây. Khi chết lúc đó sư phụ mới nhờ Xích Long tới đó để mà chiêu cái thằng hồn giảng sanh. Khi mà con người mà depression mà làm một cái chuyện đó bắn rồi nó tán đi cái thằng hồn đi, không mà qua bên cõi kia không có được đi đâu hết, cứ có lẩn quẩn đó vậy đó. Là đạo ông giáo hồn biết không có nên tự tử, thì cũng như ở địa ngục vậy, mình cũng không biết chết, nó chết đột xuất quá, cái hồn mà bị viên đạn nó xuyên qua thì làm sao mà nó tỉnh được. Cái hồ có tính thỉnh về đây để mà khánh cho Hy đi đầu thai nhưng mà cũng không được. Lúc đó mấy vị mới nói cái người này phải ở đây hàng nghìn năm, ở một chỗ vậy đó, tức là ngay cái chỗ cầu thang trong nhà cũng là cái địa ngục của người đó. Cái hồn hở như là nó cục đá hay bất động, cũng giống mấy đứa bị Alzheimer không biết gì đó. Cho nên mỗi ngày họ thiền căn bản ở đó cha dạy cho bộ thượng đế là chính là ngồi thiền. Con làm gì làm biết, bỏ sư phụ cũng được, bỏ núi cũng được, nhưng mà ở nhà cái này thường nhắn nhủ những đứa mà còn cái nhẹ đó, ở nhà phải gắng ngồi thiền. Tại vì nếu mà thầy trò hôm nay mà không có đủ duyên á thì ở nhà ngồi thiền á có thể về trời gặp được sư phụ lại, thấy hiểu không? Tại còn cái nhẹ mắc cỡ không dám gặp á thì về trời gặp, chết rồi không có mắc cỡ nữa. Nếu mà chết mà biết mắc cỡ á thì tại sao biết bao nhiêu vong hồn của đó lên núi mình, nó đứng ở dưới chầu trực ở dưới ngoài sân gót đó, mà ông thân thảo không cho lên đó. Gán tập ngồi thiền ngồi một chỗ, mà thiền kiểu thù nghe, không phải thiền kiểu đi về bên The Dark Shadow đâu, nó có hai loại, bên trắng bên đen á. Ví dụ như cỡ lớn tuổi, cỡ là đệ tử đó sẽ bị liệu, bị quên, bị lẩm cẩm, lâm gì. Ngồi thiền nó cũng không có lâm gì nữa, bớt đi mới đó. Trí nhớ nó sẽ sáng ra. Chỉ có ngồi thiền là sanh ra trí tuệ. Từ cái trí tuệ mà siêu á, nó sẽ có thần thông. Thần thông có nghĩa là gì? Cái level thứ nhất mà mấy con biết tăng á, thì khi mình ngồi lâu á, mình càng ngồi lâu á, cái mình thấy cái này nó ra ánh sáng. Thường thường mà mấy đứa mà không ngồi thiền á, nhắm mắt lại nó tối thui không, mà mấy đứa ngồi thiền á, nhắm mắt lại nó vẫn là có màu sáng á, thế là cái hào quang của mình á. Rồi mình calm hơn, mình chín chắn hơn, rồi cái cao cao hơn nữa, thì khi con ngồi nhìn nè thì con cảm thấy như con bay bổng lên, phải không? Cái đích là bay lên khỏi mặt đất. Có những lúc mình cảm thấy cái body mình bự ra, phải không? Rồi sẽ có một lúc á, nửa đêm á, mà cái này phải ngồi liên tục 3 tiếng rồi. Rồi lúc đó mình sẽ mở được chút xíu cái này nó gọi là cái pinnacle trên này nè. Tại vì mình uống nước nhiều, cái fluoride nó đóng, nó bám vô, nó mở á. Khi cái này nó mở ra đó, mình có thể nhìn vợ mình kế bên được á. Thí dụ như mình ngồi ở cái giường bên đây, cách điều mà đó chừng 20 feet, nhưng mà mình đi qua đi lại được, cái xác nhận này đó, ngó có thể là thấy bả là hay là thấy ổng á, là con chó nằm chờ quẹo đó không chừng. Tại đó là cái thần hồn mình đã biết đi rồi, nhưng mà biết mình đang ngồi thiền á, đó là những hiện tượng đầu tiên của con sẽ thấy cái đó. Rồi cái kế tiếp nữa thì từ từ con sẽ có cảm giác giống như bữa nay mình có gặp mặt ở đây, ngồi ở đây. Nhưng mà mấy con ở nhà đã biết trước, cái mình lại mình thấy cảnh này, ủa sao tôi quen quá à? Tôi nhớ tôi đã làm qua cái này rồi. Nhưng mà thật sự cái trí thông minh giống là tiên tri rồi đó, gần đã biết trước rồi, đã biết trước là mình đã qua sẽ gặp những cái khuôn mặt này, rồi với phong cảnh yên vậy, trời temperature như vậy, với cái dù này luôn nữa, đó là từ từ lên đó.
Cho nên những thiền sư họ rất là có cái thần thông, nhưng mà thiền sư người ta không, trong cái luật không có được nói ra. Đa số Phật giáo Việt Nam, mấy thằng hòa thượng lớn đều có cái đó hết, mà luật Phật không có được nói. Con sư phụ, lão đời, con cha, thiên tử, con vừa và được phép cho nói, không có trái với luật Phật. Mà không nói đâu có cứu được. Còn ngược lại mấy ông mà áo vàng mà nói là mệt á, là bỏ xác là đi. Cho nên đừng có nghĩ là thiên cơ bất khả lộ. Bất khả lộ với những người tuân đã là trong cái đó. Nhưng mà thời nay con thấy có bao nhiêu thầy ngồi thiền đâu. Con vô hết 100 cái chùa xem về, con mà mấy đứa con mà theo sư phụ rồi là biết ngồi thiền đúng không, là ghiền đúng không, nó cũng như món ăn của mình vậy đó. Mà con vô chùa con kêu mấy ông ngồi 15 phút ngồi đua đi, ông bái con làm sư phụ lại, ông không có ngồi được, cái tâm của mấy ông không có tịnh. Ông chỉ hơn người đời một chút, thì cái áo, cái đầu, và đồng thời hơn người đời một chút là biết được nhiều cái luật Phật thôi. Nhưng mà cuối cùng học về Phật Pháp, học về cách sống, tại con người của mình là có linh hồn là phải ngồi thiền, trên trời cũng ngồi thiền, cả cha trên cũng ngồi thiền, mấy chư Phật cũng ngồi thiền, mấy ông tướng, mấy vị đó, tất cả đều là ngồi thiền. Đọc kinh là ở thế gian thôi, còn trên đó ai cũng phải ngồi thiền hết, cả thiên tử. Mà cái này là chiếc thân của Thái tử Thiên Nhãn. Thái tử Thiên Nhãn trên trời cũng đang ngồi thiền, một cái chiếc thân của sư phụ cũng đang tu ở một cái hành tinh lạnh 10.000 độ lạnh. Mấy vị kể không phải một, mà khi những người mà cao siêu á, người ta chiếc thân ra được nhiều. Cái này là một cái phần, gọi là một cái DNA của Thái tử ở trên trời thôi. Thái tử trên trời còn làm những cái việc ở những hành tinh khác nữa kìa, chứ không phải là một người đâu. Thì ở cũng ngồi thiền. Mà tại sao phải đi cái hành tinh lạnh mà ngồi thiền đó? Để chịu được cái sức nóng, cái sức lạnh, để mà học nhẫn. Xuống thế gian này học nhẫn dễ ợt, trên trời học nhẫn đâu phải dễ đâu. Nội mà không có bệnh tật, không có ai để mình làm từ thiện, rồi cũng chẳng có đói bụng nữa, chẳng có ai cần ăn mặc nữa, không có gì phải đua đòi hết, rồi nhẫn nhai ai cũng nhẫn hết, rồi mình nhẫn với ai. Cho nên trên trời rất là khó tu. Đó là lý do tại sao cha với mẹ rất là khổ tâm, phải suy nghĩ, phải làm một cái lớp học. Cái lớp học là thế gian nè, nửa sướng nửa khổ, rồi phải tạo ra cho cái thân người của mình da mà đi nắng chút là bị nám, phải không? Rồi ăn 2 tiếng là đói bụng phải ăn, phải không? Rồi tóc nó mọc ra bù xù rồi làm cho gọn rồi lại. Chứ còn mọi người mà học tạ đó không có chịu hớt tóc, người ta abandon, nghĩ là tu, nhưng mà thật sự là vì con người không còn cái aware cái đó nữa, không có còn gọi là một cái gọi là lịch sự dụng chữ tạm vậy. Cho nên con coi phim sao vậy theo sư phụ thì lúc đời á, thì mình cũng phải đời, phải không? Ăn mặc đàng hoàng. Lúc đạo á, thì mình cũng đạo, để cho dầu sao á, cái người ngoài thế gian á, người ta đủ tầng lớp á, trí thức thấp thì họ có nhìn thấp, trí thức cao mình cũng phải dạy cho họ. Nếu mà ăn mặc kiểu là phèn sao nói chuyện trí thức cao được. Còn những hàng đệ tử mà lớn tuổi về tâm linh, họ không có hiểu, thụ đeo kiếm đen cũng bị bắt lỗi, sư phụ ca cũng bị bắt lỗi, sư phụ mặc áo bông bông tay ngắn đi chơi biển cũng bị bắt lỗi. Thì những đệ tử đó phải coi lại mình có chấp không. Chứ hồi xưa sao không ai chấp sư tổ đi đó, ông đứng đó, ông uống rượu say lỉnh xỉnh, rồi ông ăn gà, ăn bồ câu, ông nhậu tối ngày đó, sao không chấp tổ đi?
Đến lúc mà thằng chiên bồ câu nó ăn lén cái cánh ra bồ câu bay không được. Tổ nói là mày ăn lén. Chuyện của Bồ Tát làm chỉ có Bồ Tát hiểu. Người thế gian không có hiểu được. Khi không hiểu được mà mình lỡ phạm thượng là mình mất một cái duyên lành của đời này. Thấy vậy nhưng mà nó không phải vậy. Tại phim chưa có hết. Khi nào chú 88 tuổi kìa thì cùng phim nó mới xong. Cái này mới rồi mới có năm mấy à, chú còn ba mấy năm sau này còn nắm quyền nước Việt nữa, mấy thằng con sẽ coi. Phim nó còn nhiều tập. Cũng giống như hồi xưa năm 2007, sư phụ cũng mong kiếm ông nào gả cái bà ex cũ á để mà đi tu á. Thật sự lúc đó ở trên trời á, giống như là bỏ vô cái đầu mình cái GPS để mà bỏ hết tài sản, cho lúc đó cả ngàn ao vàng á, rồi đồng hồ Rolex rồi cho láng hết. Cả cái hãng sư phụ cũng muốn cho nữa, để không ai lấy. Rồi cái cuối cùng tu cho đã, mấy năm ăn chay trường, gõ mỏ đọc kinh rồi làm đủ sờ ben hết, đi Ấn Độ tùm lum hết. Tự nhiên cái bà sư mẫu mới xuất hiện. Thật sự quen quá lâu rồi. Rồi bây giờ lúc đó cũng bị Phật tử chửi chặt, bị mấy ông thầy nữa. Mấy ông thầy thì thật sự ông muốn sư phụ cạo đầu mặc áo vàng, tại vì biết sư phụ ngoài đời làm nhiều tiền á. Cũng giờ cũng có hai cục. Mà con nghĩ cái đó là sư làm hay là cha làm gì. Cái đức thầy á, hồi xưa con mới được đi tu, mẹ cũng vậy, phật mẫu về cũng tu. Mà lúc đó cái đầu cứ muốn ở một chỗ yên tĩnh tu, rồi để 5 năm sau rồi đi làm giảng sư, phải không? Tại thấy mấy ông thầy theo mấy hòa thượng lớn có 6 tháng đây, không biết gì chứ mà cũng bày đặt lên bước đài nói chuyện ồ ớ. Tại đọc kinh Phật như là con lật cái cuốn chuyện tiểu thuyết Tấm Cá mà con đọc một khúc đó vậy thôi à, chứ không có gì hết, nó không có kinh nghiệm. Còn sư phụ kinh nghiệm đầy mình á, từ trường đời cho tới trường đạo, từ trường tình cho tới đủ hết. Nhưng mà cuối cùng rồi á, thấy sai cũng là đúng. Mấy con có thấy không? Thì tới thời nay cũng vậy. Rồi như lúc năm 2019 ở dưới chủ trì chùa Huệ Mạnh có chuyện vui riêng. Thế hồi là chủ cái building, mình đâu mắc mớ gì, mình lo núi thôi. Rồi bị cả ngàn Phật tử lên án. Rồi cuối cùng ai đúng ai sai. Cuối cùng sư phụ đúng. Nhưng mà tiếng sai vẫn nằm ở dưới chân núi tới ngày hôm nay. Cho nên những đứa đệ tử không hiểu, ô sao ở San Jose ít có người hiểu sư phụ, mà sao đi vùng xa sao ai cũng thương sư phụ. Hồi xưa Phật Thích Ca cũng vậy, Chúa cũng vậy. Ở không bao giờ độ được những người trong cái thành phố của Phật. Trong lịch sử nhân loại lúc nào cũng vậy. Ông Mohammed cũng vậy. Hồi xưa lập đạo hồi, chỗ ông ở được ông giết ông mà. Ông mới chạy qua cái thành gì đó, Mecca gì đó. Rồi giờ ông trở về cái chỗ gì mà bây giờ Hồi giáo đang tu tu á. Là vì có cái lịch sử đó. Cho nên hàng năm họ phải hành hương từ cái chỗ đó. Rồi ông mới trở về, ông mới đánh chiếm lại cái thành đó. Thì bây giờ mỗi năm có cả mấy trăm người trời nắng mà cũng chết đó, là vì cái lịch sử kỳ cục đó đó. Mấy con coi đi, tức là những gì giáo chủ làm bây giờ là người ta làm lại hết. Nhưng mà làm lại hàng năm nó chết biết bao nhiêu cũng thấy trời nắng đó, mà đi đẻ nhau chết đó. Là tự gì cũng là hai cái thành. Hồi xưa ông ở San Jose, rồi ông bị đuổi khỏi San Jose, ông đi về Nam Cali. Bây giờ đến lúc mà ông trở về lại San Jose thì lúc đó ông tịch, ông chết. Thì cho nên giờ hàng năm á dân cứ đi bộ từ Nam Cali về Bắc Cali, mà mỗi lần đi thì chắc phải quê năm chắc kẹt. Thầy Mohammed cũng vậy. Nhân loại nó vô minh. Ngồi thiền á, thứ nhất để những cái lệ lạc ngồi thiền. Thứ nhất là mình có peaceful, cái tâm bình an.
của một ngày. Thứ hai, mình có plan gì á, trong lúc ngồi thiền á, cái lại giao thức của mình với chư thiền nãy gờ đầu mấy con á, cũng cho mình á, làm được rồi đó con, đi mở tiệm nail đi, vô mánh á, là mình mở liền. Chứ còn á, không ngồi thiền, mấy vị đâu có điển vô, cái, vô đầu cho mình để cho mình có cái sự positive thinking. Không, hai cái. Thứ ba, người thiền á, mình mới biết được người nào xấu, người nào tốt xung quanh mình. Và mình có cái nội tâm á, cái bản lĩnh á, cao siêu hơn, tức là cứng rắn hơn á. Không có lệ thuộc vào lời nói của người khác. Những đứa không ngồi thiền á, hay gió chiều não ngã chiều đó. Rồi máu huyết điều hòa, bớt cholesterol, ngủ dễ. Người nào mà ngủ không được cứ ngồi thiền sẽ ngủ được. Tại vì khi ngồi thiền á, máu với hô hấp rồi đó, đều lại. Sau cùng là nó không có bị stroke. Stroke là nguy hiểm nhất. Còn cao siêu nữa thì nó làm cho mình khôn ra hơn, đầm tánh hơn. Rồi mình có những cái gươm vô hình đó, nó cứng hơn. Cứ nghe biết chuyện đó sai là mình chém thọc Phật đứt. Mình ý chí mình mạnh hơn. Người nào sợ chồng hay là người nào bị chồng ăn hiếp đó, sẽ không còn bị nữa. Thiền tâm chính là ngồi thiền, chứ không phải đọc kinh cũng là quan trọng. Ngồi thiền kiểu thu chỉ nha, chứ không phải thiền kiểu quán tưởng làm bậy làm bạ. Đó là thiền bình thường. Còn thiền mà muốn mở thiền nhãn thông á, hãy quán hình của mẹ. Tại mẹ có nói cho phụ. Những đứa nào mà thiền cao siêu á, thì phải quán tưởng mẹ. Mẹ sẽ bỏ hào quang xuyên qua cái lại đại giới thức, tức là cái mắt thứ ba, xuyên xuống cái tâm, tức là cứ tưởng tượng khuôn mặt của mẹ đó, bỏ chưởng xuống cho mình, chưởng cái luồng điện xuống. Thế đó là gọi là thiền cao siêu. Còn thiền như kiểu bình thường này á, chỉ cần hít thở thôi thì là cũng là sanh ra trí tuệ. Còn muốn mở thiền nhãn thông á, thì phải như vậy. Đó là nãy giờ mình chỉ nói về thiền. Cho nên cách ngồi thiền vẫn là bắt ấn tâm muội nghe. Mấy tài tử Hollywood, mấy ca sĩ mega phải ngồi thiền, nếu không á, đàn ca bắt đầu á, nó bị đứt mạch máu á, chết trên sân khấu á. Để xuống ngồi thẳng lên. Nhớ phát cái này nghe, này là đang truyền tâm ấn cho. Mỗi lần mình thấy nhân tài mất á, mình cũng buồn. Thì cả 8-9 tỷ người ở đâu có nhiều người nhân tài đâu, ít lắm. Chỉ có vậy thôi thì là cuộc sống tươi đẹp, giàu có, hạnh phúc, không có gì khó khăn hết. Những người không biết thiền, một là chọn ngồi thiền, hai là chọn những thứ này. Thứ nhất là mỗi ngày uống nửa chai XO. Thứ hai không là thì một là chọn này, hai chọn hai là uống chai rượu đỏ. Tại vì uống rượu dưới đó nó tăng á, nó tăng lên thì mới mua loại mạnh hơn. Đầu tiên là 20 độ, rồi 30 độ, rồi 40 độ. Thứ ba thì mỗi tháng kiếm một con bồ, tại vì dùng mấy cái đó để mà thay đổi cái environment á, diversify để mà lấy cái sự happy á. Mỗi tháng ba con bồ, mỗi con bồ mua căn nhà, ba đứa mua ba căn. Mấy đại gia là đâu có biết ngồi thiền thì bảo đảm thiền nó chút là hết luôn á. Đại gia là vậy không, thủ quen đại gia không à, chơi biết mà. Thứ tư là tối ngày cứ hỏi, ê mày có chỗ nào vui ngủ tao đi. Thứ tư là hay đi kiếm ca sĩ về mở tiệc ở nhà đó, kêu ca sĩ tới nhà ca. Thứ năm hay làm ở đây nó có mấy đứa mà gọi là người mẫu mà, ca sĩ, những đứa mà mắc cỡ không chịu đi làm hãng hay là giữa neo á,
rồi đi gặp mấy ông già giàu giàu á, mỗi tháng lấy tiền retainer mỗi ông 2000 á, đó thì mấy dạng đại gia cũng có tốn tiền mới vụ này. Tại vì khi không biết mà thì phải làm cái gì, chứ không có thể mà chấp nhận ở yên chỗ đâu, con người khó lắm. Còn mà khôn hơn nhất luôn á là như cỡ Hoàng Kiều vừa được bồ đẹp 77-27 phải không, kỳ đó phải không, rồi người đẹp nổi tiếng thì mình cũng được lên báo đồ nữa, mình cộng lợi với ổng khoe sức lực rồi đó. Còn mà đâu ai khôn mà Hoàng Kiều đâu, toàn là dở Hoàng Kiều không à. Cho nên đi cặp bồ lén thì nó muốn chọn nào chọn, chỉ có ngồi thiền không có tốn đồng sen nào hết, không có tốn đồng nào hết. Bác Ấn Tam Muội ngồi từ ca sĩ cho tới đại gia làm ơn mỗi ngày ngồi thẳng lưng nè. Nhiều khi mấy em cái này á ít có mấy ông thầy biết, tại thầy thời nay là khác hơn thầy thời xưa. Thầy thời nay mà lên trên mạng á là không phải là thầy rồi, mà thầy bây giờ lên trên mạng là mấy ông thầy không có biết ngồi thiền nhiều. Đó là lý do sau này họ thiền chúng ta đó là thiên tâm, là thống nhất tất cả các đạo. Mình đang giống như bữa đi máy bay, chứ phụ cũng ngồi thiền trên máy bay như thường á, hai thằng Mỹ ngồi kế bên máy bay nó cứ ùa còn đã nữa. Càng tiếng động nè, mình ngồi mình để ghế mình dựa cũng được phải không? Ngồi thiền ngồi chừng tiếng đồng hồ, đây qua Houston là 3 tiếng phải không, ngồi thiền tiếng thức dậy cái đọc cho bộ có cuốn sách nè của mấy vị dạy á, nhưng mình không có giờ mình đọc, tại lời của bề trên nói cao siêu lắm, cũng giống chữ thải hồi thôi mà dù phải suy nghĩ lúc đầu rất là khó. Thải tức là những đứa đệ tử mà làm mất tiếng của thiên tâm thải ra, rồi sau này hồi lại thì mới dùng về, mới vị dùng có chữ một thải hồi, tức là đuổi nó đi rồi kêu nó lại sau này kêu nó sám hối thì thải hồi. Thì lên máy bay ngồi thiền tiếng đọc lại mấy lời mấy vị dạy 2 tiếng máy bay đáp rồi, ở đâu thường cũng ngồi thiền được, chứ không phải mình chờ tới chỗ này hay là gốc cây hay là trong phòng thì dễ rồi. Nói xong cái clip này là thiền, ý là mình nói là thằng em mình đó, mà nó mà biết thiền nó không có chết, biết thiền không có ai chết. Ok, gán thiền nghe mấy ca sĩ.